Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích được các cấp chính quyền địa phương ngành nông nghiệp quan tâm và đặc biệt là bà con nông dân phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc tích cực hưởng ứng. Trong đó, nổi bật nhất là phong trào trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa và hướng tới xuất khẩu. Tuy nhiên, muốn xuất khẩu được trái cây phải đáp ứng được nhiều điều kiện bắt buộc theo các nước nhập khẩu. Trong đó, mã số dùng trồng là điều kiện cần thiết bắt buộc cho việc truy xuất nguồn gốc. Những năm gần đây, chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích được các cấp chính quyền địa phương ngành nông nghiệp quan tâm và đặc biệt là bà con nông dân phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc tích cực hưởng ứng, trong đó nổi bật nhất là phong trào trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa và hướng tới xuất khẩu. Tuy nhiên, muốn xuất khẩu được trái cây phải đáp ứng được những điều kiện bắt buộc theo các nước nhập khẩu, trong đó mã số dùng trồng là điều kiện cần thiết bắt buộc cho việc truy sức nguồn gốc. Hiện nay, trên địa bàn phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc có 73,29 ha trồng cây xoài, tập trung chủ yếu xoài Đài Loan, các quà lọc, xoài Thái. Theo đó, để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, tổ hợp tác trồng xoài xanh Châu Phú B đã thực hiện đăng ký mã số dùng trồng xoài thái ăn xanh việc cấp mã số dùng trồng là việc làm cần thiết không những giúp truy sức nguồn gốc mà còn gắn chặt sản xuất theo quy trình nhất định để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu giúp nông dân ý thức được vấn đề sản xuất liên quan chặt chẽ đến chất lượng và giá thành sản phẩm năm 2021, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật An Giang đã trao giấy chứng nhận mã số dùng trồng xoài thái ăn xanh cho tổ hợp tác trồng xoài xanh Châu Phú B tại dùng sản xuất trồng của tổ ở khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B. Mã số dùng trồng đã được chứng nhận với diện tích 10,3 hecta và liên kết của 10 nông hộ trong dùng được sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm, quy trình sản xuất xoài thái ăn xanh theo chương trình xuất khẩu trái cây sang thị trường khó tính như Nhật, Australia, Mỹ, Hàn Quốc. Việc cấp mã số dùng trồng hiện nay đang được triển khai thực hiện theo quy định của nước nhập khẩu. Theo đó, tất cả các mặt hàng nông sản trái cây tươi phải có mã số dùng trồng mới được phép xuất khẩu. Qua đó, yêu cầu diện tích tối thiểu để cấp mã số dùng trồng là 10 hectare là dùng sản xuất tập trung, trồng duy nhất một loại cây trồng hạn chế chăn thả da cầm trong dùng ngoài ra tổ chức cá nhân đăng ký xin cấp mã phải có sổ sách ghi chép đầy đủ mọi tác động lên cây trồng trong một vụ canh tác dùng trồng cây ăn trái chỉ được cấp mã khi không có loại dịch hại nào là đối tượng kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo không chứa các hoạt chất nhà nước nhập khẩu cấm sử dụng sau khi tham gia vào tổ hợp tác trồng xoài xanh, các hộ đã chuyển đổi phương thức chăm sóc truyền thống sang áp dụng quy trình chăm sóc có ghi chép nhật ký sản xuất, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, phân di sinh trong sản xuất, sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật đúng cách. Từ khâu chăm sóc, sử dụng phân bón đến khâu thu hoạch, các thành viên đều tuân thủ quy trình rất nghiêm ngặt. Và trong quá trình trồng, các hộ chỉ sử dụng những thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép, Phung thuốc có thời gian nhất định, có nhật ký ghi lại, để trái có màu sắc đẹp, người trồng đều phải bao trái nhằm hạn chế các loại sâu bệnh tấn công, từ đó giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật và tạo sản phẩm sạch đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tổ hợp tác luôn được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền, hội nông dân phường, trạm trồng đọt và bảo vệ thực vật thành phố. Tổ được các đơn vị có liên quan hướng dẫn cách trồng xoài theo hướng an toàn, chuyển giao kỹ thuật bón phân, phòng trừ dịch hại, bao trái. Bên cạnh đó, qua các lớp tập quấn thì các hộ dân đã có hiểu biết và nhận thức rõ hơn về những yêu cầu đối với cơ sở được cấp mã số dùng trồng. Từ đó hình thành ý thức nâng cao giá trị cho các mặt hàng nông sản đáp ứng yêu cầu ngày càng khắc khe của thị trường trong nước cũng như hướng tới xuất khẩu thì uh, khi tham quan mô hình này thì được uh, áp dụng cái uh, kỹ thuật mới theo cái uh, tiến độ khoa học kỹ thuật thì uh, bao trái với lại uh, có cái uh, sổ sách ghi chép nhật ký rồi với uh, quản lý được cái uh, sâu bệnh thì uh, cho thấy kết quả trái nó cũng tốt thì hiện tại thì vườn uh, cũng đang phát triển tốt và lại trái cũng rất đẹp thì cũng mong cho mùa này được cái uh, tốt hơn cái năng suất có thể đạt hơn mỗi năm còn ông Nguyễn Thanh Vũ cho biết trước đây chưa biết và chưa sử dụng bao trái nên trái xoài bị bệnh tháng thư, rùi vàng tấn công và hư hỏng nhiều. Sau khi tham gia tổ hợp tác, bắt đầu áp dụng kỹ thuật bao trái nhằm bảo vệ trái không bị sâu bệnh, tăng kích thước và tạo mẫu mã của trái xoài đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Nhờ chịu khó học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào vườn cây ăn trái mà vườn xoài thái của ông luôn phát triển tốt, hạn chế được sâu bệnh. Thì thường năm mình đó thì mằng thì nó không có bao trái thì nó cái hiệu quả thì nó cũng giá cả nó bấp bên nó bị vùi vàng rồi con sâu lông cạp rồi năm nay mình bao trái thì thấy gì thấy trái chăng nó cũng đỡ Trước đây, khi các hộ dân còn tự ai nấy làm, ít chịu tìm hiểu và chia sẻ, học hỏi lẫn nhau, thì mẫu mã chất lượng trái xoài không đồng điều và bán giá thấp tiêu thụ nội địa là chính với mong muốn của người nông dân sau khi liên kết sản xuất và có mã số dùng trồng cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật và cách khắc phục những vấn đề gặp phải trong sản xuất sẽ giúp tạo ra sản phẩm chất lượng, đồng đều và được doanh nghiệp xuất khẩu thu mua với giá cao hơn so với bán cho thương lái tiêu thụ nội địa. Trước đây nói chung là trồng xài thì mình không có vô được ấy đó thì mình làm nói chung xài nó không có đạt yêu cầu. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa trái đồ này kia nó bị nám đen đồ này kia. Còn thứ ba nữa thì mình nói chung là trồng ra nhiều để hết nhiều, không tỉa mà không gì hết trơn Xài không có chất lượng. năm nay đó nói chung là cũng có nhờ làm hợp đồng với công ty là coi như là mình bao trái bao trái rồi tỉa trái đồ này kia bớt rồi những trái xấu đồ này kia bỏ hết nó cho đạt yêu cầu đó, mà nhưng năm nay tôi thấy là nhưng xài năm nay là đẹp nó làm cái này đó là áp dụng về cái này đó là tôi thấy là nông dân có thể là làm phát triển Việc xây dựng mã số dùng trồng không chỉ là thủ tục nhằm đạt được yêu cầu từ phía nhập khẩu mà còn gắn trách nhiệm của các tổ chức cá nhân sản xuất nông sản phải bảo đảm an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật. Qua đó cũng mang đến các tác động và hiệu quả tích cực nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa nông sản xuất khẩu, thúc đẩy liên kết, hình thành các chuỗi giá trị bền vững, từng bước nâng cao chất lượng nông sản của địa phương đáp ứng thị trường trong và ngoài tỉnh.